20 năm ngày cưới thì thực ra chưa đến, nhưng mà bọn em cũng muốn là nhân cái lý do này để chúng ta được tụ tập với nhau thôi là chính. Đấy, nhưng mà cũng nhân cái kỷ niệm, cái việc mà anh chị cũng chuẩn bị rời xa chúng ta cả hội này, thì như hôm trước cũng nói là đi sang bên kia ấy, cuộc sống nó cũng sẽ có rất là nhiều thuận lợi. Nhưng mà cũng vừa nói một cách hơi tự kiêu một tí là để tìm được tri kỷ như chúng mình thì cũng chưa chắc đã dễ. Nhưng mà vẫn chúc cho anh chị là sẽ sớm có những người tri kỷ như bọn em. Rất là cảm ơn mọi người. Đây là cái tình cảm chân quý. Thực ra có khi chúng ta phải tu hàng vô lượng kiếp thì mới gặp nhau được, không lại còn chơi được với nhau như này. Loan có chúc là sang bên kia cũng tìm được tri kỷ như này, nhưng mà có lẽ là đời đời kiếp kiếp nữa chưa chắc đã tìm được. It's a new day. Make a move, doing things a new way. A new way. Cause this is our world, and this is our time. These are our